kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày 28 tháng 5 trên kênh VTC 14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, nắng nóng cục bộ với số giờ nắng kéo dài trong ngày và mức nhiệt cao từ 36 cho đến 38 độ vẫn diễn ra tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ trong ngày hôm nay. Trời khô và nóng khiến cho cảm giác khó chịu ngày một gia tăng. Do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng, nên tại các tỉnh khu vực miền Bắc ngày hôm nay vẫn tiếp tục diễn ra nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất có thể đạt ngưỡng từ 35 đến 37 độ. Tuy nhiên, từ ngày mai, ngày 29 tháng 5 thì giải mây dông hoạt động mạnh trở lại, nên thời tiết sẽ chuyển biến mạnh mẽ sang một trạng thái khác. Trời chuyển nhiều mây, mát mẻ hơn vì có mưa dông rải rác nên nhiệt độ sẽ giảm. Cao nhất tại đây chỉ đạt mức từ 31 cho đến 33 độ. Mưa xuất hiện ở các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc, sau đó sẽ lan dần xuống khu vực đồng bằng. Theo dự báo thì mưa có khả năng sẽ kéo dài đến ngày 31. Bầu khí quyển xáo trộn gây mưa rào và dông rất có thể sẽ kéo theo những hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét, tố lốc và gió giật mạnh. Đặc biệt là mưa liên tục kéo dài 3 ngày nên có thể gây sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi. Người dân nơi đây cần hết sức cảnh giác. Đối với các tỉnh khu vực miền Trung ngày hôm nay, thưa quý vị, nhất là vào thời điểm từ trưa và chiều thì những luồng gió lào khô nóng vẫn thổi mạnh cùng với vùng áp thấp phía Tây mở rộng, gây ra nắng nóng suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa vào cho đến khu vực Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất tại đây đạt mức từ 37 cho đến 39 độ. Tuy nhiên thì trong 3 ngày tới, thời tiết nơi đây cũng có chút chuyển biến, nắng nóng sẽ suy giảm dần bởi mưa dông rải rác sẽ xuất hiện từ chiều tối, đêm và có thể sẽ kéo dài đến sáng ngày hôm sau. Còn tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì từ ngày 29, đới gió Tây Nam hoạt động mạnh dần nên mưa rải rác tại khu vực này sẽ tăng lên về diện và về lượng. Riêng các tỉnh ven biển khu vực Nam Bộ cũng như là khu vực phía Nam của khu vực Tây Nguyên có thể sẽ xuất hiện mưa dông với lượng khá, nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ. Cao nhất tại đây đạt ngưỡng 29 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 cho đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Trên biển thì cả ngày hôm nay và cả 3 ngày tới thì đều duy trì thời tiết tốt, trời quang mây tạnh ráo, mưa chỉ xuất hiện rải rác ở một vài nơi, gió duy trì mức cấp 4 với sóng biển dao động từ 1 đến 1,5 m, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết 3 ngày tới cho các vùng trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 29 cho đến ngày 31, trời chuyển nhiều mây, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Cần đề phòng sạt lở đất ở vùng đèo dốc và sấm sét, tố lốc, gió giật mạnh trong cơn dông, nên nhiệt giảm, trời chuyển mát mẻ hơn, với nhiệt độ ban trưa tại đây chỉ dưới ngưỡng 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ từ ngày 29 đến ngày 31, trời chuyển nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa lớn có khả năng tập trung nhiều tại các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc, nền nhiệt giảm, trời chuyển dịu mát hơn, với nhiệt độ cao nhất ban trưa sẽ dao động từ 31 đến 33 độ. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, ngày mai mây thay đổi, nắng nóng suy giảm dần, chiều tối có thể có dông nhiệt tại các tỉnh phía Bắc. Còn từ ngày 30, ngày 31 thì trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nên nhiệt tiếp tục giảm hơn, nắng nóng sẽ tạm thời gián đoạn với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong ngày 29, mây thay đổi, nắng nóng vẫn diễn ra tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức là 38 độ. Còn sang đến ngày 30 và ngày 31, trời chuyển nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc, nắng nóng sẽ suy giảm dần. Nhiệt độ cao nhất tại đây cũng chỉ đạt mức là từ 32 cho đến 34 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên thì từ ngày 29 đến ngày 31, mây thay đổi, ngày nắng với mức nhiệt từ 29 cho đến 31 độ. Mưa dông sẽ tăng dần về cường độ vào chiều tối và đêm, có thể sẽ xuất hiện lượng mưa khá. Chuyển sang phần dự báo cho khu vực Nam Bộ, từ ngày 29 đến ngày 31, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn với mức nhiệt từ 31 cho đến 33 độ. Về chiều tối thì mưa dông trải đều trên toàn khu vực. Riêng các tỉnh khu vực ven biển thì có thể sẽ xuất hiện lượng mưa khá. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới, trời chuyển nhiều mây, có nơi có mưa vừa, mưa to và có dông, nên nhiệt giảm, trời chuyển dịu mát hơn, với nhiệt độ cao nhất ban trưa tại đây sẽ dao động từ 31 cho đến 33 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa trong 3 ngày tới vẫn duy trì thời tiết tốt, gió Nam đến Đông Nam vẫn thịnh hành mạnh cấp 4, cấp 5, trời hầu như không mưa và có nắng nhiều, với tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Còn tại khu vực quần đảo Trường Sa trong 3 ngày tới, nhìn chung thời tiết vẫn ổn định, mưa chỉ xuất hiện vài nơi vào chiều tối, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.
Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách tên tỉnh gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các mạng khác soạn tin DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Bản tin dự báo thời tiết 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.